Chào ông bà, cô chú và anh chị đã ghé thăm kênh của Thi. Thì hôm nay Thi sẽ chia sẻ cho mọi người cái công thức làm vỏ bánh bao chiên. Với cái công thức vỏ bánh bao chiên hôm nay thì mọi người cũng có thể ứng dụng để làm cái vỏ bánh tiêu chiên nha. Có hai lưu ý khi mà mình làm cái vỏ bánh bao chiên này. Một là đối với cái công thức truyền thống của người Hoa, người ta sẽ sử dụng bột khai. Tuy nhiên cái loại bột khai không phải chỗ nào mình cũng mua được. Nhiều ông bà, cô chú, anh chị mình không có tìm được nên em sẽ thay thế bằng cái bột nở baking soda thì nó sẽ thông dụng hơn và đặc biệt là nó không có nghe được cái mùi ngái của cái bột khai. Cái thứ hai là về cái phần bột mì, lựa chọn bột mì để làm vỏ bánh bao chiên này có thể sử dụng được cái loại bột mì đa dụng. Nhưng mà lưu ý cho em là tuyệt đối không sử dụng cái loại bột mì Uniflow chai thấp mà em thường hay chia sẻ cho mọi người trong cái công thức làm bánh bao hấp á. Cái loại bột mì đó là chuyên làm bánh bao hấp thôi nha, nên mọi người lưu ý cho em ở cái điểm đó. Bây giờ em sẽ vào bếp và hướng dẫn mọi người cách làm nha. Thì để làm ra cái vỏ bánh bao chiên ngon á thì bắt buộc mình phải qua cái bước là ủ bột chua nha mọi người. Thì ủ bột chua ở đây em gồm có nước lọc nè, đường và men. Mình khuấy tan ra cho em nha. Ở đây em hướng dẫn mọi người công thức nhỏ nha. Nếu mà mọi người muốn làm nhiều bánh á thì mọi người nhân đôi, nhân 3, nhân 4 công thức lên ha. Khi mà cái phần men, phần đường nó tan hết rồi, mình sẽ cho phần bột mì vào. Mình sẽ trộn đều cho phần bột và hỗn hợp nước, men, đường đều lại với nhau. Nếu mà thời tiết nhiệt độ phòng bình thường á thì mình sẽ ủ cho em 45 phút. Nếu mà thời tiết lạnh, nhiệt độ phòng lạnh á thì mọi người ủ cho em 1 tiếng nha. Rồi mình sẽ đậy kín lại và để cái phần bột chua này ở nơi kín gió và tránh ánh sáng nha, trong quá trình mình ủ ha. Về cái phần nhân cho cái bánh bao chiên này, lưu ý cho em ở một cái điểm, đó chính là cái phần nguyên liệu sắn. Cái củ sắn mình sẽ cắt sợi nhỏ lên cho em. Sau đó mình sẽ trụng sơ với nước sôi nha. Mình trụng sơ với nước sôi và mình bỏ vào trong cái túi lọc. Và mình để cho nó nguội một chút xíu rồi mình sẽ vắt cho nó ráo nước ha. Trụng sơ tầm khoảng 30 giây. Sau đó mình sẽ vớt ra nha. Thì như vậy thì cái phần sắn của mình cho vào nhân nó sẽ không làm cho cái phần nhân nó bị ra nước. Cái thứ hai là cái phần sắn của mình nó sẽ giòn ngon hơn nha. Cho vào một cái túi lọc nha. Giờ mình sẽ tiến hành đi xào nhân nha. Cho vào đây cho em tầm khoảng 1 muỗng súp dầu ăn. Mình sẽ phi, khi mà dầu nóng thì mình sẽ phi thơm cái hành tím băm nha. Hành tím băm nhuyễn nha. Cái phần sắn lúc nãy mình đã luộc sơ với nước sôi nè. Sau đó mình để nguội và mình vắt cho ráo nè. Mọi người thấy em vắt ráo không? Mình vắt cho ráo nước nha. Giờ mình sẽ phi thơm cái hành tím. Tím thơm rồi thì mình sẽ cho phần thịt xay vào nha. Giờ mình sẽ cho luôn cái phần gia vị vào cho em nha. Gồm có hạt nêm, đường, bột ngọt, một chút xíu muối ha. Mình xào cho cái phần thịt chín trước nha. Sau khi mà cái phần thịt chín rồi, mình sẽ cho cái phần nấm mèo mình băm nhuyễn ra cho em. Và phần sắn mình cho vào. Đảo sơ cho em 2 phút là tắt bếp. Vậy là mình hoàn thành xong cái phần nhân rồi ha. Sau khi mà cái phần bột chua ủ được 1 tiếng rồi ha, thì mình sẽ lấy ra nha. Mà bắt đầu trộn bột để làm vỏ bánh bao chiên nha. Chuẩn bị cho em là phần bột mì, bột chiên giòn. Nếu mà mình chỉ sử dụng bột mì không thôi thì cái vỏ bánh bao chiên của mình nó sẽ hơi mềm một chút xíu.
Rồi tiếp tục đó chính là cái bột sữa, mình sẽ cho phần bột sữa vào luôn. Bột nở baking soda cho em nha, muối ăn ha. Rồi mình sẽ trộn đều lên cho em. Rồi về phần đường cát, em sẽ cho cái phần nước lọc vào để khuấy tan cái phần đường này ra. Rồi sau đó mình sẽ cho ngược cái phần đường này vào cái phần bột chua. Rồi giờ mình sẽ cho ngược cái hỗn hợp này vào trong phần bột mình đã trộn. Cuối cùng là mình sẽ cho phần nước cốt chanh, nếu không có nước cốt chanh thì mình dùng giấm ăn cũng được nha. Cho vào và mình trộn đều lên cho em. Đối với cái vỏ bánh bao chiên này thì cái kỹ thuật nhồi bột nó sẽ đơn giản hơn là bánh bao hấp nha. Mình chỉ cần nhồi cho tất cả các nguyên liệu nó hòa quyện vào với nhau và khối bột nó mịn là được nha. Vì vậy cái vỏ bánh bao chiên này mình nhồi bằng tay thoải mái nha. Nếu mà mình không có lực á thì mình có thể chia đôi khối bột ra. Sau khi mà mình nhồi các nguyên liệu nó đều rồi thì mình chia đôi khối bột ra. Thì mình sẽ nhồi nó dễ hơn nha. Sau khi mà nhồi xong thì mình sẽ đem đi ủ cho em. Rồi sau khi mà mình nhồi bột xong rồi ha, thì mình sẽ cho vào một cái chậu hoặc một cái thau nào đó. Mình sẽ đậy kín lại ha. Mình đậy kín lại, ủ ở nơi tránh gió, tránh ánh sáng cho em và ủ trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, miễn sao cái khối bột này nó nở gấp đôi là được nha. Sau khi mà bột ủ được 2 tiếng và nở gấp đôi rồi ha, thì mình sẽ lấy cái phần bột này ra nha. Mình sẽ nhồi cho nó hết cái bọt khí ha. Sau đó mình sẽ xe dây, nhớ là chia bột ra. Cái bột nào mà mình chưa làm á thì mình sẽ bọc kín lại. Mình để trên này. Trong quá trình xe dây thì mình nhớ là lưu ý là luôn luôn dùng băng khăn vải che bột lại để cái phần bột của mình nó không có bị khô trong quá trình mà mình tạo hình xe dây nha. Sử dụng một ít bột khô ha. Mình cũng vê tròn tương tự giống như là mình làm bánh bao hấp vậy á. Rồi sau khi mà mình vê viên xong rồi thì mình sẽ lấy cái viên bột đầu tiên này, mình ra mình cán và mình cho phần nhân vào nha. Nhớ là mình chỉ cần áo bột một chút xíu thôi nha, áo bột mì khô một chút xíu thôi ha. Chỉ cho nhân vào. Cho một cái trứng cút vào chính giữa như thế này nha. Ấn nhân xuống kéo bột lên. Nhớ là miếp chặt cái phần mép bột nha. Cho nó không có xì cái phần nhân ra. Ha, rồi mình sẽ đem đi chiên liền cho em nha. Bởi vì mình đã ủ nở bột gấp đôi rồi, giờ mình cho nhân vào là mình sẽ đem đi chiên liền luôn ha. Vừa tạo hình vừa chiên nha mọi người. Phần dầu thì mình sẽ kiểm tra dầu bằng cách cho một chút bột vào. Ha. Nếu mà cái bột nó sôi và nó nổi lên từ từ thì mình sẽ để hạ cái lửa vừa xuống cho em. Đừng có để lửa lớn đó nha. Để lửa vừa xuống cho em. Sau đó mình sẽ cho bánh vào mình chiên ha.
cho bánh và mình chiên từ từ nha. Và lưu ý cho em khi chiên thì mọi người chiên cái bánh cho nó đầy cái nồi một chút xíu như thế này nha, thì cái bánh nó sẽ dễ trở hơn. Khi bánh chín rồi, khi mà bánh vàng rồi thì mình sẽ vớt ra nha. Thì bánh piêu thì mọi người lưu ý cho em khi mà mình cắt bột á, khi mà mình cắt bột thì mình nhớ là cái mặt cắt mặt ướt, cái lớp mặt ướt phía bên trong á mình sẽ để ra bên ngoài nha mọi người. Mình sẽ để ra bên ngoài như thế này để làm gì á? Đó, mình chụm lại như thế này để cái mặt ướt nó ở phía bên ngoài như thế này để làm gì? Để mình sẽ ấn vô cái phần mè thì nó sẽ dính vô cái mặt ướt này và cái mè nó không có bị rời ra khỏi cái bề mặt bột nha. Sau đó mình sẽ cán ra bình thường thôi, nhưng mà lưu ý cho em với công thức này của em nha, công thức này của em, còn những công thức khác thì em không biết, là mình còn phải vê viên như thế này, rồi mình sẽ ịnh mè thế này. Nếu mà làm bánh tiêu nha, mình sẽ ịnh mè như thế này, rồi mình sẽ để nghỉ cho em, để chị nghỉ 10 phút giống như là làm bánh bao hấp vậy á, hoặc là làm bánh bao chiên vậy đấy, mình cũng để nghỉ 10 phút như vậy. Để làm gì? Để khi mà mình cán bột á, cái bột nó sẽ không có bị co lại nha mọi người. Đó. Sau đó mình sẽ cán ra. Và khi mà mình cán, mình cũng lưu ý cho em, mình muốn có cái rễ tre ở bên trong nhiều á, thì mình đừng có cán mỏng quá. Và mình cũng đừng có cán dày quá. Mình cán vừa phải nha. Cái này làm kinh nghiệm, thì mọi người làm vài lần mọi người sẽ có kinh nghiệm. Đây, cái dầu nó đang nóng nè. Giờ em sẽ cho vào nha, cho bánh vào chiên mẫu cho mọi người xem ha. Nó sẽ nổi lên từ 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 từ, và cái nhiệt dầu mình kiểm soát giúp em nha. Dầu nóng quá thì cái bánh nó cũng không có phồng, mà dầu không nóng thì cái bánh nó cũng không có phồng đều lên nha. Mình trở mặt cho em. Đó, nó từ từ nó phồng lên đó, mọi người thấy không? Thì với cái công thức bột hôm nay em chia sẻ cho mọi người á, thì làm bánh bao chiên nó sẽ dễ hơn là bánh tiêu nha. Bởi vì bánh tiêu mọi người nhớ kiểm soát cái nhiệt dầu. Nhiệt dầu mà không đủ nóng á, thì nó cũng sẽ không phồng bánh lên như thế này. Mà nhiệt dầu quá nóng thì cái bánh nó cũng sẽ bị chai và bị cháy liền. Còn nhiệt dầu thấp quá thì cái bánh nó cũng sẽ không nở phồng nha. Cái bánh tiêu của mình phồng hai mặt rất là đẹp ha. Đây là cái thành phẩm phía bên trong của bánh ha. Thì tùy vào cái giá cost nguyên liệu mọi người mua, với một cái bánh có trọng lượng 50, vỏ bánh có trọng lượng 50g và có một trứng thì mình sẽ dao động bán tầm từ 6-7 nghìn một cái nha. Ông bà cô chú anh chị mình có thắc mắc gì về cái món bánh bao chiên này, mọi người cứ để bình luận lại phía dưới, và có thời gian thì em sẽ hỗ trợ giúp mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha.